Tại phiên toàn thể diễn đàn kinh tế Saint Petersburg 2022 SPIEF 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đề cập nhiều thách thức quan trọng đối với nước Nga và nền kinh tế thế giới. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh phải bảo vệ chủ quyền chính trị và độc lập kinh tế của đất nước. Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tác động của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Nga. Ông nhận xét tốc độ và khối lượng của các lệnh trừng phạt chống lại Moscow là chưa từng có tiền lệ và phần nhiều được thực hiện một cách vội vàng. Do đó, cuộc chiến trừng phạt chớp nhoáng đã không thành công. Những dự đoán u ám về nền kinh tế Nga đã không trở thành hiện thực. Những nỗ lực cô lập và loại bỏ Nga cũng không mang lại kết quả. Đề cập tới Liên minh châu Âu-EU, nhà lãnh đạo Nga cho rằng các chính trị gia châu Âu đã gầy ông đập lưng ông, tự giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế của nước họ khi thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga. Các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu-Eurozone không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự đặc biệt nào, nhưng lạm phát ở mức cao. Những thiệt hại trực tiếp có thể tính được của EU do áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ lên tới 400 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Nga khẳng định vũ khí trừng phạt là con dao hai lưỡi và Nga sẽ đương đầu với bất kỳ thách thức nào. Trong bối cảnh phải đối phó với các biện pháp trừng phạt chưa từng có, ngân sách của Nga vào năm 2022 vẫn sẽ có được khoản thặng dư 3.000 tỷ rúp, tương đương 52 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận các lệnh trừng phạt làm gia tăng lạm phát và chính phủ đã nỗ lực hết sức để kiềm chế, nhưng vẫn còn ở mức cao.